Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quyết Thắng thành phố Biên Hòa đã tổ chức giao lưu văn nghệ trình diễn áo dài qua các thời kỳ. Với sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nội dung và trang phục, tại buổi giao lưu, các bộ hội viên phụ nữ đã các phường trong cụm 2 để biểu diễn 12 tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ và người phụ nữ Việt Nam, cùng những điệu múa dân vũ thể thao sôi động, khỏe khoắn. Cùng với đó, các chị em đã trình diễn áo dài đầy màu sắc với chủ đề xưa và nay, tạo ấn tượng sâu sắc, thể hiện văn hóa truyền thống của dân tộc, làm tôn lên nét đẹp thước tha, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.